cái trái đất này á, nhân loại á, 7 tỷ người á, gần cả trăm năm nay, từ lúc mà mình bắt đầu qua cái văn minh có phim bộ rồi có video rồi lên chip rồi lên mặt trăng nữa, rồi lên Bắc Cực Nam Cực, mình tàn phá cái thân xác của mẹ. Trái đất này là của Phật Mẫu tạo ra, mình phá hoại môi trường về cái văn minh của mình. Một người làm mà một con ngựa đau thì cả tàu không ăn cỏ. Một thằng bác học á, giỏi như cái ông Einstein á, giỏi về mặt đời mình nghĩ giỏi, nhưng mà thật sự cuối cùng ông chết, ông chỉ nói ông chứng minh được có chút xíu của khoa học, một cái góc cửa sổ. Mình khi mình càng văn minh, càng khoa học, mình càng tạo nghiệp. Khi mình tạo nghiệp thì hình thức này hình thức nọ, nước Mỹ nó cũng tạo nghiệp gì thì nó bị cái nạn đó. Nhưng mà cái đó để mà giảm một số nghiệp. Hôm nay Biden giảm thêm một số nghiệp. Tưởng anh tưởng chế súng đạn bán cho người ta không tội hả? Anh ở nhà lượt Phật á, anh lấy bia mà anh đi mời người ta, anh cũng có tội á. Thiệt á. Chứ đừng nói chi mà chế súng đạn rồi đi bán tùm lum cho người ta giết nhau. Cho nên ít tội ít hay tội nhiều. Riêng nước Mỹ trả nghiệp hai cái Twin Tower going down. Để mà để cho báo động cái thời đại cuối cùng tận diệt của cái quả địa cầu này, kéo dài cho tới ngày hôm nay. Hết chuyện này tới chuyện kia xảy ra hồi bữa hổm thì ở bên Big Island của Hawaii cháy lửa, Cali cháy. Có bao giờ ai nghĩ khu Malibu, khu giàu nhất của vùng Los Angeles, tụi Hollywood mà cháy không? Nó cũng trả nghiệp. Tụi mày ăn trên ngồi rồi không à? Một cái cây của nó cả $100,000 á. Cho nên cái gì cũng là nghiệp quả. Cả cái trái đất này nó tối thui à. Mỗi lần mà mấy vị trên về thăm tôi á, ở trên mấy tỷ ánh sáng xuống nhìn cái trái đất á, nhiều lúc đen thui. Rồi mấy vị phải chui xuống đây hôi hám nóng nực chung với mình để độ mình của thời nay. Cũng giống như giờ thấy một đám trong chuồng, phải chui vô cái chuồng trời nóng trăm mấy độ để mà lùa nó, rồi cho nó uống nước, rồi cho nó ăn. Thì mấy vị trên hiện giờ xuống phàm cũng vậy. Tôi giờ tôi ngồi đây cũng vậy nè. Nhưng mà tôi quen rồi, không vô chuồng cù riết quen, bị chửi mặt cũng vậy luôn. Thì tất cả chúng ta là xã nghiệp, xã cho tới ngày hôm nay. Rồi để mà cho, cái đó là Atula làm nha. Atula chứ không phải là con của Thượng Đế đụng hai cái tháp xuống rồi được thưởng nào, cha không có kêu nó làm chuyện bậy bạ đó. Thì Atula nó trá hình, nhưng mà nó cũng y như người đời của mình thôi. Cũng giống như cái gì, có một lần bác đứng trước cửa, trước tượng của Đức Thánh Trần. Nguyên câu gì tự nhiên bữa tôi thuộc lòng, bây giờ tôi nói anh. Ngài là vua, ta cũng là vua, tức là xưng giống như đại khái là ngang hàng với Đức Thánh Trần vậy đó. Đức Thánh Trần là một vị Bồ Tát, ổng là ma, ổng dưới địa ngục mà mang cái thân người mà dám xưng vậy. Ngài bình luận thì tôi bình luận thế giới, mà hôm nay mà để mà làm cho thế giới không biết náo động kiểu nào. Mấy vị về coi có cái bài thơ đó, bác nhớ cái bài đó không? Đọc, con quên bác nhắc con. Bài đó là gì? Cũng râu, cũng tóc, cũng anh hùng. Cũng râu, cũng tóc, cũng anh hùng. Tôi bác cùng mang nợ núi sông. Tôi với bác cùng mang nợ núi sông. Bác đuổi quân Nguyên thanh kiếm bạc. Bác đuổi quân Nghiêm thanh kiếm bạc. Quân Nguyên thanh kiếm bạc. À, tức là hồi với mình nói chuyện với Ngài Trận Đạo mình á. Không coi như bạn bè, ý là mình nói cái ngã mạng của chúng sanh đó. Tiếp tục. Tôi đưa thế giới đến đại đồng. Có nghĩa là tôi đưa cả thế giới này. Tôi đưa thế giới đến đại đồng. Là hơn cả ngàn lần của bác. Gần sao tiếp tục. Tự nhiên có ông này cũng giỏi. Nó còn nữa không? Nếu bác linh thiêng cười một tiếng. Nếu bác linh thiêng cười một tiếng. Rồi. Nhìn tôi cách mạng đã, mà cách mạng đã thành công không? Mừng giùm cho hắn là cách mạng của hắn đã giết người thành công. Mà nó thành công chế độ Liên Xô đâu có sụp đổ. Hay quá, bác này hay. Nhưng mà ít nhiều á là tôi cũng biết được cái bài này đúng không?
mà chẳng qua đang nói luôn tuồng thì tôi không có ngắt khúc được, tôi không nhớ, chứ một chút ra là tôi nhớ liền. Thì đại khái khi tôi nói trên mạng cũng y như kiểu này vậy đó, khi tôi nhớ là được ý, có nghĩa là tôi biết, thì tự nhiên có ông này không nhớ. Thì ý mình nói ở chỗ này chúng sanh nó như vậy đó, à nó mang danh nghĩa, khi mang vô sắc phàm lại quên đi. Bây giờ mình gọi là vua nước Việt là đại thánh, là một vị Bồ Tát hay là Phật. thì nhưng mà có những con người á, hồn lìa khỏi xác á, mới biết mình đi đâu. Bởi vì thường chuyện nói trên mạng á, hey, đừng có tính nha, cỡ mà như Bill Gates á, mà chết rồi á, biến ngược trở lại thành công, nó cũng giống như trong phim ngày Đường Tăng vậy đó, mấy nhìn nhện chết cái, mấy con nhỏ đẹp á, chết quá thành nhìn nhện đó. Đại khái thì khi cái thằng hồn rời khỏi xác đi về đâu và mình là cái gì mới là quan trọng. Còn khi mình mang cái thân người nè, mình muốn quá kiếp á, là mình phải bắt đầu thay đổi ngay bây giờ. Phải biết ai là ai, ở bề trên có Thượng Đế, có Phật Thích Ca, có các chư vị Phật đang lo cho mình, muốn mình thành Phật. Mình thành Phật nhỏ cho mình không được thành Phật bự như mấy ngày đâu. Còn mình cũng không có nên là so sánh ở dưới thế gian này, bề trên đó, coi mình y như là một cái trò hề vậy đó, một vở kịch rất là lẹ. Còn mình thì mình nghĩ cái này là 100 năm là lâu, nhưng mà không có lâu.